ở một hàng Việt và bọn mình đi mua kem cuộn mỡ hay một trái xanh vừa cuộn. Đây là Việt Quất đúng không ạ? Làm này để bên cạnh đi ạ, xong này chú làm xong hết thì chú đưa các cháu luôn thì đưa luôn. Đưa anh đi, Hồng Anh đi lấy khác. Chú làm cả ba cái gì cháu vừa gọi nha. Đây là gì dừa chú ơi, là cốt dừa. Mình đẹp nhá. Còn đây là cái kem trà xanh của Hồng Anh thì được chú bên bàn bên cạnh làm, thì trước thì nó đã hơi bị chảy rồi. Bây giờ ba bạn ấy có ba cái cốc kem của chúng mình rồi. À Nghĩa ăn kem sữa dừa đúng không? Đúng không? Cảm giác thế nào? Rất là ngon. Mình ăn thử đi, mình ăn thử ốc quế đi con. Trà xanh đây là kem của chị Hồng Anh, là kem trà xanh. Hồng Anh ăn phần trên như đã chảy con. Cốc kem này hơi to đúng không? Đó, nghe tiếng băm chặt chưa? Đây là kem sữa dừa này. Chị Giang là cái gì nhỉ? Việt Quất đúng rồi, Việt Quất. Minh ơi, con ăn thử một miếng đi. Hơi lạnh, nó sợ lạnh. Hôm nay khơi có gió nhưng mà ăn vào rất là ngon. Từ đầu mùa đông giờ chưa ăn lần nào đúng không? Chào con Điển. Ôi giời, ôi giời. Không lấy thìa mà dùng ốc quế để xúc kem. Con không thế mà. Con lanh không? Đây là kem cuộn này. Đó, kem cuộn này. Style này. Rất là đẹp, rất là nhiều màu sắc luôn. Đây là các loại vị này. Các loại vị để chúng ta có thể làm kem với các vị đã. Siro.